Hôm qua đang cố hỏi thăm vậy. Thấy nó nói về cha, tự nhiên cha nó mất tiêu rồi giờ con đầu cái gì bỏ đi con mất nhiều lắm. Con tên gì? Không nghe, con cố điếc rồi. Quỳnh Anh Thư, con học lớp mấy? Sao vậy? Mình đi cô giáo cho nghỉ. Bệnh gì? Bệnh gì? Sức huyết da giảm tiểu cầu. Sao con biết con bệnh đó? Bệnh viện Nhi Đồng là bệnh viện gì? Đứng xin đây lại. Nhi Đồng là người lớn hay trẻ em? Nhi Đồng 1 ở đâu? Nhi Đồng 1 ở đâu? Nghe nè. Rồi hôm nay con ở bệnh viện gì? Ở đây là bệnh viện gì? Nhìn chị máu ung thư. Biết gì mà máu ung thư. Nó dốc không à? Hả? Em cố qua cái hồ sơ con bệnh gì nha. Cố con hồ sơ con bệnh gì. Con được bao nhiêu tuổi rồi? Con là sức huyết giảm tiểu cầu nha. Cái bệnh con là thông thường là mỗi tháng hay là mỗi tuần hay là nửa tháng mới đi vô tiểu cầu đó biết không? Vô chỗ nào? Biết là nhưng mà cơ thể con là đi ghim vô chỗ nào vô? Hôm nay có ghim không? Đưa tay lên cố coi. Tay kia coi. Có đo vô được mấy lần rồi? Nhân răng ra trong cố con. Không có đánh răng được. Sao vậy? Thưa ấy môi trong cố con lỡ. Môi dưới nó lỡ, môi trên dữ. Nó bị vậy quanh năm. Nó đỡ rồi, trong họng nó chảy máu, nó tụ máu nhiều lắm. Mỗi lần con bệnh vậy thì nó có hành, con đau nhất. Khi con đau nhất thì con làm sao? Đánh con á hả? Đấm bóp à, đánh bóp. Mới nghe từ mới nữa. Thế bây giờ con có muốn con hết bệnh không? Mới hết bệnh để con làm cái gì? Con đi học. Con muốn con hết bệnh là con phải nghe lời ông cố nè. Con phải biết uống thuốc nha. Con không được ngán uống thuốc nha. Mà uống nhiều quá con cũng phải ráng uống nha. Được không? Dạ được. Hứa không? Rủi mai mốt con không uống rồi, con ngán con không uống rồi con tính sao? Dẫn uống chứ không có nghĩ hả? Mà đến khi mà con ngán rồi con không chịu uống rồi ai làm sao cho con uống? Làm sao cho con uống? Ví dụ con khi con ngán uống rồi con làm sao? Tại nó dây kẹo phải vô miệng. Thôi. Không, khi đấy con đã chán uống thuốc rồi thì ai nói cho con hiểu? Bây giờ con còn hiểu, con nói con tưởng tượng đúng không? Rồi mai mốt nữa con chán uống rồi con làm sao? Con tưởng tượng thôi. Tại sao con quyết chí uống thuốc vậy? Giờ có hứa với ông cố là con uống thuốc không? Hứa là méo tay. Trời ơi, hứa. Biết méo tay nữa đó. Cố gắng uống thuốc nghe. Giờ ông cố với mấy thầy cố gắng cứu con nha. Chưa đâu con nha. Có khi Chúa cho con sống lại từ nơi này nha. Nhưng mà con cũng đừng nghĩ rằng con sẽ được sống lại nha. Nhưng mà ông cố tin tưởng rằng là ông cố sẽ cứu con nha. Ông cố cầu nguyện cho con nữa ha. Ông cố cứu con ha. Hãy con sống là nữa con phải sống nữa con sống con đi tu nha. Được không? Con đạo gì? Đạo gì? Đạo Phật. Đạo Phật nữa con đi vô chùa cũng là sư cô nha. Được không? Hiểu không? Không.
Hả? Ngày nào cũng tu ăn chay. Ngày nào cũng tu ăn chay. Thế ông cố cũng đang ăn chay nè. Mà ông cố thấy còn khác. Cái gì? Ông cố thấy còn khác. Cố khác còn khác. Ông cố chỉ là ăn chay con, ăn chay là không đi cầu quá trời luôn. Ăn chay là đi cầu quá trời luôn hả? Ông có quen. Ông có quen. Ăn chay là đi ỉa đó phải không? Đi cầu là đi ỉa đó phải không? À. Bây giờ con hứa rồi, con phải cố gắng con uống thuốc nha. Còn cái chuyện nữa đi tu đi hành tính sao nha. Được không? Rồi, giờ con về đó con ngồi nha. Này, con ký tên vô đây đi. Thì con cầm cái viết con quẹt lại vô đây nè. Tay kia. Rồi vô. Đây 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 đây. Mạnh lắm, mạnh lắm. Mạnh lắm. Rồi xuống cái này nữa. Đây đây đây. Đó. Rồi. Đi nghe. Ok, rồi quanh đó ngồi đi. Thưa cha và mọi người và các phụng sự, mọi người thì cũng như cha đã biết được biết thì mới đây thôi thì tầm khoảng 10 ngày thôi khi mà Xuân Dũng đến đây và đưa cái câu chuyện của đến đây là vô không phải là đến đây để mà được gặp cha, nó thực sự là Dũng không nghĩ như vậy mà Dũng đến đây để Dũng thăm lại cái chị Hình đang điều trị trong đó, chị bị ung thư mũi và xem sự thử là tình hình sức khỏe của chị như thế nào và chỉ như vậy thôi, đến thăm chị Hình thôi nhưng mà không ngờ lại gặp được cha. Thì qua câu chuyện ngày hôm đó Dũng đưa Hình ghi hình lên thì đã được rất nhiều người luôn chứ không phải suốt ngày nghe điện thoại là hỏi địa điểm của cha Tường và muốn đến cha để chữa bệnh. Sau đó thì Dũng xong rồi Dũng không biết làm sao rồi Dũng cho số điện thoại của cha Tường luôn. Nghe nói là cha Tường nghe điện thoại nhiều quá khóa máy luôn. Thì bây giờ thì để khỏi làm phiền đến bản thân Dũng cũng không làm phiền đến cha nhiều. Tại vì để còn có thời gian để đi làm những cái việc khác nữa, cha còn phải nghiên cứu thuốc men thì nhiều cái để giúp người khác. Bản thân Dũng cũng vậy, cũng phải chạy xe trên đường và đi đến những hoàn cảnh khác. Cho con được hỏi cha là và cha sẽ nói để mọi người được nghe rõ hơn về cái cách là nếu để mà cái thủ tục mà để được đến trị bệnh cha là như thế nào đối với người sinh sống tại Việt Nam và đối với người sinh sống ở nước ngoài. Rồi, yeah. Ok ha. Dạ. Yeah. Rồi để cha trả lời, không có câu hỏi nào nữa không? Cái thứ hai nữa có câu hai nữa. Có một số comment của một số vị khán giả là họ hỏi là cha có nhận người để mà dạy chữa bệnh ung thư hay không? Và cái điều kiện để mà cha được nhận làm học trò hay là hướng đến như vậy là như thế nào? Đó, dạ, là hai câu hỏi như vậy thôi. Rồi, rồi, dạ. Ok. Rồi, bây giờ trả lời câu hỏi thứ nhất nó có hai phần. Dạ. Bây giờ đối với bệnh nhân mà ở đất nước Việt Nam thì bây giờ là cha đã hợp tác với chương trình các nhà khoa học về cái công nghệ cháo nano này. Thì các nhà khoa học cũng như là chính quyền địa phương ở đây và cha đã thống nhất với nhau là mỗi một bệnh nhân ung thư là phải có chính quyền địa phương dẫn về, cụ thể là chủ tịch hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để xác nhận đây là người dân của tôi. Và nếu như người dân này đến đây chữa bệnh mà có làm khó làm khăn gì ở nơi này thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lý do là chữa cho cả 63 tỉnh thành chứ không phải chữa cho cái ấp vùng lớn này mà thôi. Thành thử ra chính quyền địa phương ở đây, nói đây là con chính quyền địa phương đang ngồi đây, ổng cũng là ký rồi, với cha và các nhà khoa học ở Hà Nội đồng hành của đất nước Việt Nam và có văn phòng Trung ương Đảng đã thống nhất như vậy, thì có văn bản đàng hoàng như vậy, thì đối với người Việt Nam ở các tỉnh thành thì phải có chính quyền địa phương chủ tịch hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để làm hồ sơ để thống nhất với nhau thì ca đó sẽ được chữa bệnh miễn phí nha, và ca đó sẽ được nuôi và chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện cho họ nội trú ở đây để mà một cách công khai danh chánh ngôn thuận để họ được cứu sống. Còn nếu như mà viết giấy gửi về hay là tự đi về là không được, vì lý do bây giờ viết giấy gửi về thì dễ không, đem lại chứng cái bột liền phải không, vậy thì vĩnh viễn ở đây không chữa nổi, nó nhiều quá chữa không được. Và viết giấy thì là cô ơi cô thập đỏ cô chứng giùm tôi ung thư, cô chứng cái cục vô rồi đi qua xuống đây ai chữa cho nổi, con chữa không có nổi nha.
không phải nói như vậy thì bây giờ mình chịu không nổi. Bây giờ nếu mà 1.000 ca ung thư mà 1.000 thập đỏ chắc gì vẫn chữa được như thế. Mà 1.000 ca ung thư mà không có 1.000 thập đỏ chắc gì không chữa được. Ví dụ bây giờ chúng con chạy xe trên đường Sài Gòn, 1.000 chiếc xe hai bánh chạy như kiến bò vậy, nhưng mà con hỏi lại là 1.000 người đó đều có 1.000 cái nón bảo hiểm và 1.000 cái bằng lái xe, cho nên họ chạy đâu vào đó, đâu vào đó hết. Còn nếu như trên đường Sài Gòn có 1.000 chiếc xe mà có người thì có bảo hiểm, có người không có bằng lái, thì ai muốn chạy kiểu nào chạy, có phải tai nạn chết hết. Cuối cùng nó chạy ngổn ngang, nguy hiểm lắm. Vậy thì ở đây cũng là 1.000 ca ung thư nhưng có thập đỏ dắt về thì đâu vào đó, mà cũng 1.000 ca ung thư mà không có thập đỏ dắt về thì ở đây dẹp hết, không ai làm gì được hết, mất trật tự an ninh. Chú Năm đồng ý không? Chú là chính quyền địa phương, chú xác nhận chuyện này đúng không? Đó là cha trả lời câu nói cho người Việt Nam nha. Bây giờ vậy tóm lại, đối với những người ở Việt Nam ai muốn chữa ung thư thì phải có chủ tịch chữa thập đỏ xã dẫn về mang theo con dấu để làm giấy tờ rồi được chữa. Và cái ngày nhận hồ sơ, cái ngày nhận chữa là ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật một tuần cho nhận có một ngày, một vào lúc 7 giờ sáng đó là cho dành riêng một ngày, nó nhận 50 ca, 100 ca, 200 ca cũng được. Chứ bây giờ cha không thể nào mà mỗi ngày 3 giờ chiều vô một ca, 4 giờ sáng vô một ca, 2 giờ trưa vô một ca. Trời ơi, làm riết rồi cho đi toilet không bao giờ đi nữa. Phải không nè? Vậy thì tất cả các bệnh nhân về theo thứ tự, mỗi tuần nhận một lần vào ngày chủ nhật 7 giờ sáng. Thì bệnh nhân nào cứ đến không cần phải điện, đủ điều kiện cứ đến, và đến ngay cái giờ 7 giờ sáng ngày chủ nhật thì tất cả đều được nhận hết theo thứ tự giấy tờ sau đó là hợp pháp, không cần phải xin xỏ nữa. Con lấy cắt cái này ra, con đưa lên tin nóng từ dân để người ta hiểu, khỏi điện cho con mà cũng khỏi điện cho cha luôn. Điện thoại của cha toàn là để máy bay tàu lặn không à. Máy bay có nghĩa là chế độ máy bay, nghe không nổi. Chơi chế độ máy bay, chế độ máy bay nãy còn tin 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 là tàu lặn, quất luôn tàu lặn là tắt nguồn rồi khỏi kêu luôn. Mà hãy cho tắt điện thoại của cha rồi người thân cha nó chửi cha, điện được chửi. Mà hãy cho mở lên rồi, cha ơi con bệnh quá, cha ơi con ung thư, Chúa ơi tối ngày ai nghe cho nổi. Nè, vậy cha nói lên năm đây, cha nhờ tin nóng từ dân gửi này lên giùm cha để cộng đồng biết nha. Là mỗi ngày chủ nhật cha sẽ nhận bao nhiêu ca cũng được. Vì con mà cha đổi lại ngày thứ sáu nè. Ừ. Trời ơi, và tại vì con đòi cha chữa ngày thứ hai, ngày thứ ba gì đó. Mà bây giờ cha bận quá đúng trời, cho bây giờ thứ sáu chú đúng ngày chủ nhật. Thật sự con đòi cha ngày thứ ba. Dạ đúng rồi. Chứ con đâu có đòi ngày thứ hai đâu, mà hai bữa sau con điện thoại con đòi thêm ngày thứ tư nữa. Phải vậy không? Dạ đúng. Cha ráng cho con tới ngày thứ sáu chứ đúng ra chủ nhật luôn con. Bởi vì cha còn phải đủ thứ công chuyện, phải không nè. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay con đưa cái tin này lên giùm cha. Chủ nhật 7 giờ sáng thập đỏ dắt về là tự động người ta chữa bệnh, không có phải xin xỏ ai hết nha. Và không có tiền cũng chữa được, chỉ cần 1.500.000 đóng cho nhà trọ là xong. Tiền đó cũng không phải của cha nhận mà nhà trọ nhận, để họ lo tiền nhà, tiền nước, tiền giặt, tiền vũ cho chúng con bệnh thôi. Chứ con không ai ăn tiền đó luôn. Không ai ăn được tiền đó. Rồi, đó là đối với người Việt Nam. Bây giờ đối với người quốc tế hải ngoại, ngoài cái nước Việt Nam ra, gần nhất là Lào, Campuchia, Miến Điện, Myanmar, hay là Malaysia, Singapore, chân chân. Hay là Mỹ, xa nhất là Mỹ. Tất cả về tới phi trường Tân Sơn Nhất thì hải quan xuất nhập cảnh đó, họ hỏi mình đi đâu thì mình phải nói là tôi đến số nhà 94 ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh là nhà của cha. Khi đó người đó đang tạm trú nhà cha thì cha chữa bệnh không có phải giấy tờ. Vì khi đó hải quan cho phép tạm trú nhà cha thì chính quyền sở tại ở đây phải công nhận người đó được tạm trú ở đây thì tự động người đó được chữa trị. Không có phải là thập đỏ dắt về, mình ở nước ngoài 50 năm là thập đỏ biết mình đâu dắt. Nhưng mà cái ông hải quan xuất nhập cảnh phải không? Cái ông mà khi mình xuống máy bay rồi đó, mình đi vô nước Việt Nam đó, thì cái ông đó ông hỏi mày đi vô Việt Nam mày địa chỉ nào? Phải vậy không? Thì mình kể ngay cái địa chỉ nhà của cha là người ta đóng cái mộc cái bụp vô trong cái hồ chiếu. Ha? Bây giờ nó rất ít hỏi, nó lừa lắm, nó lầm danh lắm cha. Thì bây giờ yêu cầu là mình có thể mình nói đánh trên cái vé máy bay đó. Đó. Tức là về địa chỉ nào có cái hồ sơ đó. Thì đến đó thì mình mang luôn cái tờ giấy đó về được. Chứ còn thực tế là hải quan bây giờ
ông lười lắm, chỉ qua chung ký xe một phút 50 giây là xong hết chứ không như vậy chưa. Thì mình tìm cách, mình tìm cách để cho ông đóng cái dấu để mình cư ngụ nhà cha, phải không? Đúng rồi, đúng rồi, phải tìm cách. Thí dụ như mình là đi du lịch thì sao cũng được, còn mình bệnh mà mình nói chú ơi, tôi về Việt Nam tôi ngủ cư ngụ địa chỉ này nghe chú đóng vô địa chỉ em đó thì tự động là có được vô nhà cha liền. Cái đó nó dễ lắm, tại vì đôi khi chú về nhiều lần á, ta thấy cái hồ sơ của chú đó, ta biết chú về đó là người ta hải quan, người ta dễ dàng, người ta welcome chú về nước thăm quê hương, người ta thấy người ta không hỏi. Nhưng mà chú nói bây giờ tôi về lần này tôi không về địa chỉ cũ nữa mà tôi muốn về nhà người thân tôi là nhà cha Tường, địa chỉ mấy rồi thì người ta sẽ làm cho chú. Đấy, anh nói thêm bãi thật ở Mỹ à, nói chính xác ha, đó là cái cách đó, thì người ta sẽ đóng cái mộc vô đó rồi thì tự động là ông địa phương này ông lãnh liền, đúng chú Năm đồng ý không? Thì ông lãnh liền là được chữa bệnh. Chứ có đâu mà cha ơi, giấy tờ sao hồ chứ sao tao đá mày. Chưa kiếm này cứ... Chịu không nói. Dũng. Cái tên YouTube, cái địa chỉ này xin lập, chiếu lập đi lập lại rất nhiều. À dạ, được không, mà sắp tới cái clip tới là con sẽ cho cái dùng chữ chạy nằm ở dưới luôn. Chạy luôn, chạy luôn từ đầu đến cuối cái đó, bởi vì thực tế đôi khi mình chụp hình cũng không kịp chứ rồi nó ghi. Tôi chụp kịp gì, lấy mấy tiền điện thoại mới xét lên đến bay mắt, không cuối cùng được. Rồi, cái đó thì mình sẽ dàn dựng sao ha. Nhưng mà cha đang nói cái cơ bản, người nước ngoài mà muốn được cha chữa bệnh nan y hay là ung thư thì phải làm như thế mới được. Còn nếu không mà về đây bắt cha chữa là chính quyền xích cổ cha lại. Anh chữa cho người nước ngoài họ không hợp pháp. Phải không nè? Chính quyền có quyền dẹp cha được. Chú Năm đây là ông đã dẹp cha, ông là địa phương ông dẹp cha ngay tức khắc. Còn nếu mà theo hồ sơ địa chỉ đó thì nhất định là cha sẽ cứu được. Vậy thì cái đó mọi người hãy nên hiểu được như thế này, theo cái tin nóng từ dân mà nghe được cái tin này để mà tự mà quyết định mà đi chữa bệnh cho đúng đắn nha. Rồi đó là hai câu hỏi cho trả lời, cái nãy câu hỏi thứ ba là con gì? Dạ đi từ từ. Câu hỏi thứ ba của Xuân Dũng là cái người ta hỏi muốn để mà xin tự người ta mà, rồi bây giờ cái người nào mà muốn cha dạy chữa ung thư thì người đó về tự động ăn cây cỏ mà hạt giống một thời gian đi, coi cơ thể mình có hạt với nó hay không, rồi tự động đến đây gặp cha nghĩ cái cách cha chỉ cho dạy. Vì lý do như thế này, một người ăn động vật mà trị cho một người ăn cây cỏ là ăn cháo nano, thì cái người ăn động vật này nè họ ăn tự do, cho nên cái người ăn cháo nano này nè họ không hiểu, họ xin cái ông thầy này hoài, ông thầy này ngã lòng. Chừng nào cái ông thầy chữa bệnh mà ông hiểu được động vật ăn sai thì tự động là ông cấm được cái ông bệnh này không được ăn. Còn ngay bây giờ ông ăn lung tung đúng không, mà bây giờ cái người học người bệnh này nè cứ thèm quá xin cái ông thầy đang ăn động vật á, ông đâu có biết, ông đâu có hiểu cái thức ăn động vật này vào cơ thể mình như thế nào, ông không hiểu. Thì ổng á, thôi tôi cho mẹ ăn lén là không bao giờ chữa hết bệnh. Con hiểu chưa? Vấn đề ở chỗ là những người trị bệnh muốn được cha dạy chữa bệnh dễ lắm. Hãy ăn cây cỏ mai hạt giống một thời gian để mình xác định thức ăn của mình là đó. Sau đó mình mới đủ bản lĩnh cấm cái người bệnh ăn. Còn nếu mình chưa ăn cây cỏ, mình không đủ bản lĩnh cấm đâu. Ví dụ như đám vegan này nè, đủ bản lĩnh cấm đó. Biết mẹ ăn nó vô là nghẹt ruột, nghẹt bụng. Phải không nè? Còn cái đám ăn mà ăn lung tung, chai mặn đều dùng được hết. Thì cái đám đó là không có biết ăn chai hiệu quả thế nào, ăn mặn hiệu quả là sao, thì không chữa bệnh được. Còn nếu ai muốn học cha chữa bệnh thì dễ thôi, hãy về nhà ăn cây cỏ mà hạt giống trước đã. Một thời gian, 6 tháng hoặc 1 năm, đến khi mình khẳng định cái thức ăn này là của tôi, thì người đó mới đủ bản lĩnh cứu người ung thư được. Đó là câu cha trả lời. Rồi sau đó đến, cha chỉ cho ngày một đi về chữa ung thư luôn, không cần ngày thứ hai. Cảm ơn cha. Cấp luôn cho cái bằng chữa ung thư, thầy hỗ trợ điều trị ung thư.